Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VN. Giờ VN hỏi các bạn một câu nè, đó các bạn có muốn lên bờ xuống ruộng mà làm người ta nhớ mãi không quên hay là không các bạn? Nếu mà làm được cái điều này nha thì phụ nữ họ sẽ mãi không bao giờ quên anh em luôn. Tôi bảo đảm luôn nha các bạn, lỡ mà khi chia tay hay là đi ứ ừ với cái thằng khác á, thì mấy con chim chém nó sẽ so sánh với cái thằng kia. Nhưng mà tất nhiên á, thì các anh em phải cao tay hơn rồi. Nhưng mà nha, cái chuyện chia tay chắc không có đâu, vì mấy em chém chép nó sẽ nghẹn, sao dám chia tay được. Biết gì sao không, vì lấy mấy thằng khác chưa chắc được như vậy á. Vậy chưa, tin tôi đi, VN sẽ cho các anh em vài những cái bí kíp bỏ túi chơi chơi thôi. Đó, bí kíp gì mà ghê vậy ta, làm gì mà nhớ mãi không quên còn bị nghiện nữa đó. Coi hết video này đi thì sẽ hiểu hết được đó nha. Đối với mấy anh em á, thì khi mà ứ ừ 100% á, là sẽ hưởng thụ cái sự thăng hoa. Tình hình này không có đơn giản như phái đẹp đâu các bạn. Cái tỷ lệ 87% đã được coi là thành công lớn rồi. Xong vẫn có thể cải thiện bằng cách nào? Đó, làm sao để người ta không quên? Dễ lắm trời. Chiêu thứ nhất nè, đó là các bạn hãy nhường đi. Nhường gì? Nhường cho người đẹp cán đích trước. Cái nguyên tắc quan trọng nhất luôn nha các anh em. Đó, hãy vì các cô nương và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để mà nàng hưởng thụ cái sự thăng hoa trước đi. Khác với nam giới nha, sau khi mà đạt được cái sự thăng hoa thì chị em sẽ cảm thấy cái bản thân giống như là chắp cánh và hào phóng trả ơn lại cho các bạn bằng rất là nhiều cách khác nhau. Nhường chị em cán đích về trước, các bạn sẽ gom được rất nhiều cái lợi. Rồi tới đây nha, anh em sẽ hỏi mình đó là nói cái này là lý thuyết thôi, chỉ thực hành đi. Trời ơi, dễ lắm, dễ lắm. Đó, bây giờ anh em chúng ta sẽ cho chị em cán đích trước trong cái màn dạo đầu. Chứ mà đừng có chưa làm gì mà mấy anh em cứ chọt rồi nha. Mất cả hứng. Vì sao? Vì chỉ có những cái hàng siêu to khổng lồ thì mới đạt được cái điều đó thôi. Vì vào đường hầm nó chật, nó chạm được vào cái điểm G, nhưng mà còn chưa chắc được và phải cần có thời gian. Đó, 1 phút 2 phút thì làm gì có cái cửa đó là lên tới nóc được các bạn. Đó, còn hàng nhỏ hàng vừa thì mình phải dùng cái chiêu thức nha. Các bạn hay nghe cái điểm G này kia đúng không? Cái điểm G nó nằm ở bên trong đường hầm á, còn cái một cái điểm nữa nó gần ở đó mà chị em cực kỳ thích luôn, đó là điểm gì? Đó là điểm C. Tới đây á, mấy anh em sẽ hỏi tôi đó là điểm C nó nằm ở đâu. Dạ thưa mấy huynh, đó là cái hạt đậu nhỏ nhỏ xinh xinh, nó chỗ nhú nhú lên đó, giống như mấy cái hạt đậu đó. Quánh ngay cái điểm đó cho tôi nha bà con. Cái đầu mà của con cá của các bạn nó rất là nhạy cảm đúng không? Thì cái chỗ này, cái điểm C này á, nó cũng y chang vậy luôn. Vì sao? Vì nó chứa hơn 8.000 dây thần kinh. Giờ nha, tác chiến ở đây như thế nào? Muốn tác chiến thì phải biết nó nằm ở đâu cái đã. Nhớ nha, nó nằm phía trên cái đường hầm có chút xíu thôi nha các bạn. Đảm bảo không chị em nào có thể chống cự lại được. Phụ nữ thích nhất là cái hành động liếm và mút ở chỗ này. Trời ơi, nói tới đây thì đừng có hỏi VN đó là phải liếm mút như thế nào nữa. Chắc tôi đi tự sát cho rồi đó bà con. Liếm thì như liếm kem thôi. Đó, các bạn có thấy mấy đứa con nít nó hay uống sữa không? Bú sữa, nó làm y chang như vậy cho tôi. Đó, cái thao tác nó phải từ từ chậm rãi nha. Liếm hồi cái mình mút nhẹ nhẹ. Trời ơi, cái lưỡi nó ấm áp, nó nóng nóng. Chị em không thể nào mà chịu nổi đâu nha các bạn. Trời má ơi, nói tới đây tôi sẽ phê bà con. Tất cả những chị em đều có nhu cầu kích thích cái điểm này nha các bạn. Đó, không được quên đâu hen. Nên nhớ rằng cái sự thăng hoa ở chị em không đơn giản như là ở nam giới. Vì vậy đó, muốn người ta không quên thì các bạn phải chịu khó chút xíu thôi nha, đúng không? Nãy giờ hai cái rồi đúng không? Thứ nhất đó là nhường người ta về đích trước. Thứ hai đó là điểm C. Và thứ ba đó là gì? Thứ ba đó là là phải thoải mái nha các bạn. Cái nguyên tắc chung là không bao giờ được thúc giục chị em. Trời ơi, đang phê pha nha các bạn mà cứ hỏi em xong chưa thì mất cả hứng đúng không? Giống như là các bạn đây, các bạn cứ bị hỏi đó là anh xong chưa, hay là tỏ ra mệt mỏi anh ra chưa, rồi các bạn có quạo không? Quạo thấy bà đúng không?
cái kiểu nó giống như là hối thúc cho xong với các bạn, không có được nha, không có được đó. Anh em phải giữ vững cái quan điểm đó là chúng ta có cả đêm và cam kết là không phụ thuộc vào việc các chị em có cán đích hay là không, sẵn sàng đáp ứng mọi cái nhu cầu của các nàng. Chúng ta hãy tắt điện thoại đi, ngắt chuông nhà, và hoàn toàn đó là tập trung. Vì sao? Vì phụ nữ họ rất là bị phân tâm vì những cái vấn đề này luôn. Đó, đang ứ ừ lên bờ xuống ruộng mà chuông điện thoại reo rồi mất hứng hết đó các bạn. Thỏa mãn mọi yêu cầu của chị em thì các bạn nên nhớ rằng á, 40% chị em trải nghiệm cái sự thăng hoa trong đời trong cái thời gian mà tự sướng. Vì sao? Vì cái tự sướng á, thì nó cũng tập trung vào cái điểm mà nãy giờ mình nói á, đó là điểm C. 29% á, trong lúc âu yếm phút phe và 27% trong cái thời gian hòa nhập. 5% trong giấc ngủ. Giấc ngủ thì nó cũng là thăng hoa nha các bạn, nhưng mà nó ít. Hôm nào mình sẽ làm một cái video nói về việc đó hen. Thứ tư là cường độ phụ thuộc vào thực đơn. Thăng hoa ở đàn bà nha các bạn thường kéo dài vài giây đến hơn chục giây. Cũng có khi đó là gần như là các bạn không có nhìn thấy đâu, người ta ra rồi các bạn cũng không có biết. Nhìn chung thì cái cường độ thăng hoa ở phái đẹp nó phụ thuộc vào cái thời điểm cụ thể nha các bạn. Tức là sao? Tức là vào cái thời kỳ rụng dâu đó, thì kinh nguyệt các bạn, thì kỳ diệu nhất nó là vào những cái ngày rụng trứng đó. Nó phụ thuộc vào cái không khí phòng ngủ nè, mức độ hòa hợp với đối tác như thế nào nữa. Cái vụ mà mình nói kỳ diệu nhất vào cái ngày rụng trứng các bạn là sao? Và là vào những cái ngày đó phụ nữ họ rất là hứng tình các bạn đó, họ rất là dễ ra trong những cái ngày đó, và họ sẽ có những cái biểu hiện mà muốn các bạn làm ngay lập tức luôn. Thì các bạn biết những cái ngày đó là những cái ngày rụng trứng nữa, còn không biết nữa thôi, bữa nào tôi làm thêm cái video nói về cái thời kỳ rụng trứng của chị em ha. Khoa học đã chứng minh rằng á, sau khi mà các bạn ăn những cái thức ăn nhanh đó các bạn, giống như là pizza, bánh mì này kia đó, khoai tây chiên này kia đó, thì cái cơ may thụ hưởng cái sự thăng hoa nó thấp hơn so với những cái bữa ăn mà đầy đủ cái chất dinh dưỡng, giống như là thịt nạc, cá rau xanh này kia, những cái loại quả. Khi mà muốn ứ ừ thôi đó thì chúng ta bồi bổ cơ thể trước đi, thì chúng ta mới có sức khỏe để yêu, đúng không các bạn? Năm là phải yêu bằng miệng. Yêu bằng miệng á, thực chất là một cái nỗ lực âu yếm mơn trớn những cái địa điểm nhạy cảm ở trên cơ thể của chị em. Các bạn có biết á, trong các dân tộc châu Âu hay là Pháp á, vẫn có cái trào lưu đó là yêu bằng miệng. 85% dân chúng cái nhóm tuổi từ 25 đến 35 á các bạn. Dân Ba Lan thua kém không nhiều với 53% cái số người được hỏi đó là khẳng định thường xuyên thực hiện cái cách yêu này. Nhưng mà ở Việt Nam sao? Cái con số người mà chịu yêu bằng miệng không có nhiều các bạn. Vì do cái định kiến xã hội nè, nào là không muốn làm cái chuyện này, nào là mất hết mặt mũi đàn ông, đâu thể nào mà chui xuống dưới được. Nhưng mà các bạn ơi, có phải đó là chúng ta khi yêu một ai đó thì chúng ta phải làm tất cả những cái thứ để mà cho họ vui, họ hạnh phúc hay là không? Đó, thì cái chuyện đó thì mình thấy nó rất là đơn giản luôn. Có như vậy thì chúng ta mới nhận lại được cái tình cảm chân thành. Ân ái thì nó cũng vậy. Các bạn hãy cho đi thì các bạn sẽ nhận lại những gì các bạn muốn. Đôi khi nó còn nhiều hơn vậy luôn các bạn. Lúc này á thì các bạn hãy chậm rãi, kiên nhẫn và thật lòng thực hiện những cái thao tác này, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong. Không thể nào mà cẩu thả và đi tắt được các bạn. Hoặc là chúng ta đốt cháy giai đoạn được. Với cái nhiệm vụ hết sức thú vị này thì cái thời gian lý tưởng không thể ngắn hơn 20 phút, ít nhất đó là 10 phút. Trong cái bảng xếp hạng những cái hoạt động mà có xác suất mang lại cái sự phê pha cho chị em đó, đầu bảng đó là gì? Yêu bằng miệng. Thứ hai là nỗ lực của đôi bàn tay và kiến thức về những cái thư thế thực hành trong cái chuyện lên bờ xuống ruộng. Trong đó thì kích thích cái điểm C và cái điểm G là được chị em yêu thích nhất nha. Video của VN đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của VN nha các bạn. Bye!